Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với chuyên mục trao đổi tọa đàm của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chuyên mục được phát sóng định kỳ thứ năm hàng tuần. Và chuyên mục ngày hôm nay thì có chủ đề là an toàn giao thông cho trẻ đến trường. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 hàng năm thì được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lựa chọn là tháng an toàn giao thông. Và tháng an toàn giao thông năm 2024 này thì có chủ đề là an toàn giao thông cho trẻ đến trường. Vậy thì việc triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông năm 2024 tại tỉnh Điện Biên được triển khai tổ chức thực hiện ra sao, và có những vấn đề nào bất cập cần phải khắc phục kịp thời, thì câu trả lời sẽ có ngay sau đây trong cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên với Thượng tá Lò Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên. Và trước tiên thì xin được cảm ơn Thượng tá đã tham gia cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào phóng viên Bùi Quang, xin chào quý vị khán thính giả Đài Truyền hình tỉnh Điện Biên. Vâng, xin trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Thưa Thượng tá có thể cho biết là thực trạng việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với lại các cái đơn vị trường học, khu vực cổng trường trên địa bàn toàn tỉnh. Khu vực các cổng trường học trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông. Đó là chúng ta thường thấy là hình ảnh các em học sinh mà giờ tan học là các em ùa ra đường, ra cổng trường, đấy, thành hàng 2, hàng 3. Rồi là nhiều em thì đi xe đạp rồi bám kéo đẩy nhau, rồi đi xe máy, đi xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm. Và có một tình trạng nữa đó là gì? Các em chờ phụ huynh đến để đưa đón mình. Và cùng với đó thì là việc mà phụ huynh, học sinh thì đã dừng đỗ ở dưới lòng lề đường, đấy, gây mất an toàn giao thông, dẫn đến là các khu vực, các cổng trường học thì quá tải, thì đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông. Vâng, thưa Thượng tá, thì đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến cái thực trạng này? Việc xảy ra ùn tắc và vi phạm trật tự an toàn giao thông trước cổng các khu vực trường học thì do nhiều nguyên nhân. Nhưng mà trước hết thì xuất phát từ ý thức, từ văn hóa giao thông của học sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Hiện nay thì đa số các bậc phụ huynh thì đều rất quan tâm đến việc học tập của con em mình. Do vậy thì việc mà đưa đón bằng các phương tiện như là ô tô, xe máy, mặc dù là đối mặt nguy cơ là không có chỗ điểm dừng đỗ, hoặc là sẽ đỗ sẽ vi phạm quy tắc giao thông, thậm chí là vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự giao thông. Mục đích cuối cùng là gì? Để thuận tiện nhất cho việc đưa đón con em mình. Nguyên nhân thứ hai nữa là gì? Một số các cái đơn vị, nhà trường học là cũng chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhà trường khi tham gia giao thông. Nhiều em học sinh là vẫn vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vẫn thường xuyên đi hàng 3, hàng 4, rồi là vượt đèn đỏ, và thậm chí là vi phạm nhiều các quy định khác. Vâng, xin cảm ơn thưa đại ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn phần nào hình dung ra thực trạng trật tự an toàn giao thông ở khu vực các cái cổng trường, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thì sau đây xin mời quý vị và xin mời Thượng tá Lò Văn Hà chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện. Khu vực trung tâm của thành phố Điện Biên Phủ có nhiều trường học nằm cạnh quốc lộ và các tuyến đường chính. Có thể kể đến như trường trung học phổ thông thành phố, trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ hay trường tiểu học Him Lam. Do số lượng học sinh sử dụng phương tiện cá nhân đi học khá đông, nên thời điểm trước giờ vào lớp và sau giờ học chính khóa, trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng các trường diễn ra khá lộn xộn và thường xuyên ùn tắc. Đối diện đây chứng kiến rất nhiều vụ các cháu học sinh rồi ấy là bị xe ô tô tông và tai nạn xe máy. Trước cổng trường thì đi ra cùng một lúc thì sẽ gây ra ùn tắc. Thì theo như tôi nghĩ thôi, trong 15 phút tan tầm ấy, thì sẽ chia ra từng lớp, ra một, ra ít lại một. Song song với đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, các trường học cũng bố trí cán bộ giáo viên và đoàn thanh niên nhà trường trực tiếp tiến hành nhắc nhở điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường, hạn chế thời gian ùn tắc kéo dài. Là một học sinh cũng như là một cán bộ đang cấp tác đoàn tại trường trung học phổ thông thành phố thì chúng cháu luôn luôn là nhắc nhở, tuyên truyền các bạn học sinh là không tụ tập đông người trước cổng trường hay là phải luôn quan sát khi mà sang đường. Và chúng cháu đã phối hợp cùng với nhà trường lập biên bản các học sinh đã bị vi phạm. Tình trạng mất trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học vào giờ cao điểm xảy ra xuất phát từ chính ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của học sinh và phụ huynh.
việc dừng đỗ xe và di chuyển của các loại phương tiện không theo trật tự đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Vâng, xin được trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Thưa Thượng tá Lò Văn Hạ, qua phóng sự vừa rồi cũng có thể thấy rằng là cái việc chấp hành trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường, các đơn vị trường học thì vẫn còn chưa nghiêm túc. Vậy thì đối với lại tháng an toàn giao thông năm 2024 này, gắn với thực trạng như vậy thì đơn vị sẽ triển khai thực hiện ra sao để mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường? Tập trung bảo đảm trật tự giao thông cho học sinh đến trường thì chúng tôi đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở trường học. Ít nhất là tuyên truyền 2 buổi trên một kỳ học đối với một cơ sở giao dục, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tự tự công an các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng phương tiện tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ cho học sinh đến trường. Nội dung thứ ba thì chúng tôi đã bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực cổng trường học có tình hình phức tạp về trật tự giao thông để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông. Từ tháng 9 đến nay thì đối với học sinh sinh viên thì không có tai nạn giao thông xảy ra. Qua tìm hiểu của chúng tôi thì được biết rằng là rất nhiều bậc phụ huynh mua xe đạp điện, thậm chí là xe máy điện để cho các em mình di chuyển đến trường thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì rất nhiều em thì vẫn chưa đủ điều kiện để mà điều khiển các phương tiện này. Vậy thì làm thế nào để mà giảm thiểu được tình trạng này và cái việc chấp hành luật giao thông đường bộ cũng như cái quy định về điều khiển các loại phương tiện đúng độ tuổi? Không phải thời gian gần đây mà từ những năm trước đây rồi, từ khi mà bắt đầu có cái lượng phương tiện là xe đạp điện, xe máy điện, rồi là loại xe máy dưới 15 phân khối xuất hiện nhiều trên thị trường, thì chúng tôi đã chủ động phối hợp với lại ngành giáo dục, đặc biệt là cụ thể là các cái trường học, chúng ta đã đến tận nhà trường để tổ chức vận động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh để các em biết, để chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự giao thông. Đối với các bạn đã đủ tuổi thì chúng tôi tập trung tuyên truyền về kỹ năng. Đối với các bạn mà chưa đủ tuổi, chúng tôi cũng đã tổ chức ký cam kết đối với từng trường học, từng lớp học, cam kết với ban giám hiệu nhà trường là sẽ không cho các em điều khiển phương tiện đến trường. Nếu điều khiển phương tiện đến trường thì chúng tôi sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật. Và đồng thời chúng tôi triển khai việc thông báo về cho nhà trường và thông báo về cho phụ huynh, gia đình biết để phối hợp quản lý giáo dục theo quy định của pháp luật. Tại vì hiện nay chúng tôi qua theo dõi, qua công tác điều tra cơ bản, công tác thống kê, chúng tôi thấy là nhiều em là học sinh chưa đủ 18 tuổi, đương nhiên là sẽ chưa có giấy phép lái xe, nhưng tuy nhiên là vẫn điều khiển phương tiện trên 50 phân khối đến trường, đến lớp. Do vậy chúng tôi sẽ bằng nhiều hình thức biện pháp, chúng tôi sẽ làm sao phối hợp chặt chẽ để quản lý các em học sinh, không để các em điều khiển các loại phương tiện khi mà mình chưa đủ điều kiện đến trường, để phòng ngừa, để giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông. Vậy ngoài công tác mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì rõ ràng là cái việc mà xử lý mang tính răn đe thì cũng là một việc làm rất là quan trọng để nâng cao nhận thức cho học sinh. Vậy thì Thượng tá có thể cho biết là những cái con số nào minh chứng cho cái việc mà thực hiện xử lý các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh? 9 tháng đầu năm vừa qua thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Và trong đó thì chúng tôi cũng đã tập trung vào chuyên đề là thanh niên, học sinh vi phạm. Thì trong 9 tháng vừa qua thì chúng tôi đã xử lý 150 trường hợp liên quan đến là lứa tuổi học sinh và liên quan xử phạt hàng trăm trường hợp và mức tiền gần 100 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm là ở lứa tuổi học sinh. Gắn với chủ đề tháng an toàn giao thông năm 2024, đó là an toàn giao thông cho trẻ đến trường. Từ đầu tháng 9 đến nay, các đơn vị trường học trong toàn tỉnh đã tăng cường phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ cho các em học sinh. Khi mà chuyển vào địa điểm mới này thì giao thông thuận tiện rất là đi lại. Nhưng mà cái ý thức tham gia giao thông của mỗi học sinh, giáo viên cũng như các bậc phụ huynh cần phải càng ngày càng được củng cố. Đầu năm thì sẽ phối hợp với các đồng chí bên cảnh sát giao thông để tuyên truyền về cái công tác an toàn cho học sinh cũng như phụ huynh trong quá trình tham gia giao thông, với mục tiêu đảm bảo là cái môi trường trường học an toàn. Thông qua các buổi tuyên truyền như vậy, các em học sinh được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về luật giao thông đường bộ. Các em biết được những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn khi di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại.
để từ đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tránh được các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hiện nay cháu đang tham gia giao thông với phương tiện là xe đạp. Mỗi khi đi qua đèn giao thông, chúng ta cần chấp hành đầy đủ tín hiệu của đèn giao thông. Đèn đỏ ta cần dừng lại, đèn xanh ta nên đi. Khi đến cổng trường, chúng ta hạn chế dừng xe để tránh làm gây tắc nghẽn và khiến gây mất an toàn cho các bạn học sinh đi sau. Cùng với đó, ban giám hiệu các nhà trường cũng tổ chức cho các em học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các em học sinh cũng sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét về hạnh kiểm, đạo đức và chất lượng rèn luyện cuối năm học. Vâng, đối với các em học sinh thì rõ ràng là Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em về luật giao thông đường bộ rồi. Vậy thì theo đồng chí, cái vai trò của trách nhiệm của các bậc phụ huynh cần phải được thể hiện ra sao để nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh? Theo tôi nghĩ thì để công tác đảm bảo trật tự giao thông cho lứa tuổi học sinh thì ngoài việc các cơ quan chức năng như cảnh sát giao thông, các cơ quan chức năng khác và nhà trường thì cần phải có sự vào cuộc. Nhất là tôi nghĩ cho rằng là đó là phụ huynh học sinh. Các phụ huynh học sinh đều mong muốn là khi con em mình đến trường đều là an toàn. Do vậy thì con phụ huynh học sinh là phải nhận thức được rằng là mình cũng trước hết là mình phải gương mẫu trong việc tham gia chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự giao thông. Từ việc là đưa đón con em học sinh mình, ví dụ như là đưa bằng phương tiện xe mô tô đấy, thì cũng phải là đội mũ bảo hiểm. Kể cả từ học sinh tiểu học, mình phải gương mẫu. Khi mà đưa đón bằng xe ô tô thì phải dừng đỗ theo đúng quy định. Có như vậy thì tôi nghĩ là sẽ làm gương và cũng sẽ là lan tỏa cái việc ý thức chấp hành, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông cho học sinh, sinh viên nói riêng cũng như là mọi người tham gia giao thông nói chung. Do bên cạnh đó thì cái việc mà mua sắm các loại phương tiện thì cũng phải đảm bảo đúng độ tuổi mà các em có khả năng điều khiển đúng không? Theo quy định của pháp luật đúng không ạ? Vâng, thưa thượng tá, thì thượng tá có thể cho biết những cái kỳ vọng của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đối với việc triển khai thực hiện các cái giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông trong cái tháng an toàn giao thông năm 2024 này. Việc mà triển khai đồng bộ quyết liệt các cái giải pháp bảo đảm trật tự giao thông đó thì kỳ vọng chúng tôi là thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về trật tự giao thông cho lứa tuổi học sinh sinh viên và tạo thành nét văn hóa giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông. Vâng, trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay, thượng tá có khuyến cáo cụ thể nào đối với các em học sinh, các nhà trường cũng như là các bậc phụ huynh để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và để các em học sinh đến trường và rời khỏi trường một cách an toàn? Chúng ta hãy cần ghi nhớ là khi mà ra đường tham gia giao thông thì cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Hãy thực hiện khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà và tất cả vì học sinh thân yêu của chúng ta an toàn mỗi ngày đến trường. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của thượng tá Lò Văn Hà, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Điện Biên thì có thể thấy rằng là bên cạnh cái việc chấp hành nghiêm túc các quy định của luật giao thông đường bộ và các cái quy định của nhà nước về trật tự an toàn giao thông thì một số đơn vị nhà trường thì đã góp phần giảm thiểu tình trạng mất trật tự giao thông ở khu vực cổng trường. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì vẫn còn có những em học sinh, có những bậc phụ huynh và có những đơn vị nhà trường thì chưa thực hiện nghiêm túc cái việc này và các cái quy định của nhà nước thì cần phải đảm bảo tốt hơn để trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường thực sự an toàn và cái mô hình cổng trường an toàn giao thông thì cần phải được nhân rộng trong thời gian tới và hy vọng rằng với những cái giải pháp cụ thể quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng như là ý thức thái độ trách nhiệm của các nhà trường, các em học sinh và các bậc phụ huynh thì tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường sẽ được giảm thiểu và các em đến trường thực sự an toàn hơn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn thượng tá Lò Văn Hà, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Điện Biên đã tham gia cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Và chuyên mục trao đổi tọa đàm tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.